D là một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lớn nhất các tỉnh phía Nam. Trải qua 65 năm hình thành và phát triển, đang dẫn đầu cả nước về số lượng chương trình đào tạo được kiểm định quốc tế. Được trao huân chương lao động hạng nhất có tận 2 lần vào năm 1998 và năm 2017. Hello, chào mọi người, mình là Trường và mọi người đã đến với Trường Space, một không gian mang Paris một ngày của mình. Hôm nay câu lạc bộ của mình là câu lạc bộ thông tin hướng nghiệp, có một chuyến tham quan tới Đại học Bách Khoa. Và bây giờ mọi người hãy cùng xem mình đã trải nghiệm những gì ở Bách Khoa nha. Ok, let's go. Tụi mình đã chọn đi cho bằng xe buýt, bởi vì xe buýt có thể đi cùng lúc rất là nhiều người và đồng thời là tụi mình sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí nhỏ nhỏ nữa. Nhưng mà nhớ nha, đi xe buýt thì nhớ mang theo thẻ học sinh hoặc là chứng minh nhân dân để mình được cái giá vé là 3.000 so với 6.000 của giá vé bình thường. Và khi mà mọi người đi xe buýt đó, mọi người sẽ có một cái cảm giác nó rất là chill chill khi mà mọi người ngồi trên xe, mọi người ngắm nhìn thành phố, mọi người ngắm nhìn đường xá, mọi người ngắm nhìn xe cộ xung quanh thì nó sẽ cảm giác cho mình rất là thoải mái. Và sau đó, sau khi nối tiếp hai chuyến thì tụi mình đã gọi là xuống một trạm cách đó khoảng 1 cây số và đi bộ tới trường. Đường đi nó sẽ rất là thoáng và rất là rộng, bởi vì cái lề đường nó gọi là lề đường rộng nên là mọi người có thể đi cách rất là thoải mái và cứ đi từ từ tới trường thôi, nó sẽ không có gì gấp. Bước vào trường, cảm nhận đầu tiên của mình đó là Bách Khoa có một cái khu vực chính giữa trồng cây xanh, nhìn rất là mát luôn, và xung quanh cái khu vực chính giữa đó chính là những cái cây thấp, nhìn vô cái cảnh đó nó rất là kiểu rất là thích luôn á. Và khi mà người đi sâu tiến vào hơn thì mọi người sẽ gặp hai bên là hai dãy tòa nhà để cái phòng thí nghiệm và những cái phòng học. Đi gần thêm nữa, đi xa hơn nữa, mọi người sẽ thấy một cái sân bóng đá rất là lớn, và xung quanh đó mình để ý là hình như là người ta có những cái vạch chạy, thì có thể là Bách Khoa người ta sẽ tổ chức những cái cuộc thi chạy dành cho học sinh. Sau đó tụi mình gặp những anh chị hướng dẫn. Thực sự là cái bất ngờ của mình đó là các anh chị rất là nhiệt tình và rất là thân thiện luôn. Lúc đầu á, mình đã từng nghĩ là các anh chị trong Bách Khoa người ta học thì rất là nhiều nên là người ta sẽ thường có tính chất rất là trầm và sẽ hướng nội. Nhưng mà sau khi vào gặp các anh chị thì mình nhận thấy là các anh chị hướng nội trong câu lạc bộ, và mấy anh chị thực sự rất là nhiệt tình luôn, tiếp đón tụi mình rất là niềm nở và dẫn tụi mình đi tham quan một vòng trường. Các anh hỏi tụi mình là thế các em đã chọn được ngành yêu thích của mình chưa, thì lúc đó là mình đang rất là kiểu phân vân những cái ngành với nhau nên là chưa có trả lời được. Thì lúc đó mấy anh thấy là mình đi bối rối nên là mấy anh nói là thế sáng nay các em ăn sáng chưa nhỉ? Rồi anh. Giữa cơm tấm với phở tụi em chọn được không? Dạ được. Giữa phở với hủ tiếu tụi em chọn được không? Được luôn. Giữa phở với những món khác tụi em chọn được không? Được luôn anh. Giữa những món ăn khác nhau tụi em chọn được không? Được. Chắc chắn là được rồi. Thế tại sao giữa những món ăn với nhau tụi em chọn được mà giữa những ngành với nhau tụi em chọn không được? Đúng là kiểu cả hội trường ùa luôn, tại vì cái gọi là cái khả năng thao túng của ảnh của nó quá là đỉnh luôn đó. Thì sau cái câu hỏi đó thì tụi mình đã bớt căng thẳng hơn rồi, và khởi đầu cho chương trình tham quan chính là tiết mục giao lưu. Mấy anh chị cho tụi mình thoải mái chia sẻ, đầu tiên là chia sẻ trước. Dạ, lời đầu tiên em xin được gửi lời chào đến các anh chị và các bạn trong câu lạc bộ đang có mặt ở đây ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trường, mọi người có thể gọi em là sư tử. Hiện tại thì em đang học ở gia đình lớp 10T, cung của em là cung sư nữ và em là một good boy thích còn học cái sự giả dối. Trời ơi, ghê chưa? Ghê chưa? Và sau đó là mấy anh chị cho tụi mình đặt câu hỏi để cho mình hiểu, nắm được cái thông tin ban đầu về trường á, và sau đó thì mấy anh chị mới bắt đầu gọi là giới thiệu thông tin tổng quan về trường. Thì Bách Khoa là một đại học thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, và khi mà người học trường Bách Khoa thì mọi người sẽ được hưởng các cơ sở vật chất của trường, các cơ sở vật chất của các đại học trong khối và cơ sở vật chất của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Thì trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có hai cơ sở, một cơ sở nằm ở 268 Lý Thường Kiệt là cái cơ sở mà tụi mình tham quan, và một cơ sở còn lại nằm ở Bình Dương. Hiện nay thì Bách Khoa hiện nay có rất nhiều chương trình đào tạo chính quy như là chương trình tiêu chuẩn, chương trình tài năng, chương trình kỹ sư chất lượng cao Việt Pháp, chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh, chương trình tiên tiến, chương trình định hướng Nhật Bản, chương trình thiện tiếp quốc tế. Trong đó mình ấn tượng nhất đó chính là chương trình kỹ sư chất lượng cao Việt Pháp, bởi vì khi mà mọi người có được tấm bằng đó, mọi người sẽ có thể bao gồm bằng thạc sĩ và tấm bằng nó cũng sẽ tương đương với bằng thạc sĩ luôn. Và đồng thời ở những năm cuối mọi người sẽ có cơ hội du học ở Pháp hoặc là ở các nước châu Âu. Tiếp theo nhóm tụi mình được chia làm hai để bắt đầu chương trình tham quan tại Đại học Bách Khoa, tham quan các phòng thí nghiệm. Mình đã được tham quan qua tổng cộng là 4 phòng thí nghiệm, bao gồm phòng thí nghiệm kỹ thuật y sinh. Đây là một nơi mình thấy có người ta rất là chuyên sâu, nghiên cứu chuyên sâu về các khía cạnh về y học và sinh học của con người. Thì ở đây nó thể hiện là 40 kg, lực đóng là 40 kg ha. Thì ở phòng thí nghiệm là mình làm cái mạch đo, các bạn làm cái mạch như thế này nè, thì nó sẽ đo được cái giá trị là cái gia tốc của cái bao đóng này. Từ cái công thức của chẳng hạn như lực thì bằng là khối lượng nhân cho gia tốc, đúng không? Biết được là em học vật lý làm gì chưa? Biết được gia tốc, rồi có cái số lượng về khối lượng và cái kích thước của cái bao đóng thì nó sẽ tính ra được cái độ lớn của lực đóng ở trên đây. Rồi bây giờ trước khi mà mình khởi động á, bạn nào muốn boxing thử nè. Trời ơi, các bạn lên giữa đây. Wow. Wow, 220 kg. Nice. Ai xếp hàng được chứ vậy? Vô. Xin mời. Tao đưa rồi để em thử. Một người nữa. Trường Lương. Chào đấy. Ai từ em mạnh miệng cảm biến qua. Không còn đâu, còn hơi được. Ai đây? Không trong cũng được. Trong không được. Ôi trời ơi. Cái này là cái đúng là cái cảm biến để đo. Vỗ tay. Và tiếp theo là phòng trọng điểm Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh Công nghệ Hóa học và Dầu khí. Thứ ba là phòng thí nghiệm bộ môn tự động Yaskawa. Thì Yaskawa lúc đầu mình nghĩ đó là một cái môn học hoặc là một cái thuật ngữ chuyên ngành gì đó, nhưng mà không phải. Yaskawa thực chất là một tên của một công ty. Cái thầy Bách Khoa đã giúp công ty Yaskawa rất là nhiều, nên là họ đã tài trợ cả một phòng thí nghiệm để cho phục vụ việc học tập và nghiên cứu của các học sinh tại Bách Khoa. Cuối cùng là phòng thí nghiệm khoa công nghệ vật liệu, đây là nơi có rất là nhiều loại máy móc hiện đại và xịn sò, ước tính giá rất là cao. Sau đó thì để kết thúc chương trình tham quan, tụi mình đã chụp hình lưu niệm cùng với nhau và mình đã có một màn Q&A với các anh chị tại Đại học Bách Khoa. Hello mọi người, có một cái vấn đề là sau khi mà về check file lại thì tôi mới chợt nhận ra là cái file Q&A nó bị mất tiếng. Sau đây em xin mời anh em bắt đầu nghe, xem hình và nghe tôi lồng tiếng lại vô nha. Ok, sau đây chúng ta sẽ bắt đầu chuyên mục Q&A cùng sinh viên Đại học Bách Khoa. Ấn tượng đầu tiên của anh khi bước vào Bách Khoa là gì? Ấn tượng đầu tiên của anh khi bước vào Bách Khoa đó là trường khá là rộng, nhiều cây xanh, bóng mát, ok cho em. Thứ hai là Bách Khoa thì rất là nhiều bài tập, phải học rất nhiều so với các bạn học phổ thông. Hết rồi. Một lời khuyên dành cho các bạn đang muốn vào Bách Khoa. Nếu các bạn đã thực sự muốn vào Bách Khoa rồi thì anh nghĩ là các bạn đã có cái quyết định riêng. Các bạn chỉ nên nhớ là mình phải chọn trường nào mà mình thích học nhất. Nếu thật sự chúng ta đã quan tâm đến Bách Khoa rồi thì không có lý do gì chúng ta lại phải quyết định lại cả. Chúng ta sẽ phải cố gắng hết sức để vào được trường Đại học Bách Khoa, và anh sẽ ở đây chờ các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tổng kết lại, mình thấy Bách Khoa là một trường rất là rộng, không những rộng mà còn thoáng và mát nữa. Đồng thời là trong đó được trang bị rất là nhiều loại thiết bị hiện đại và xịn để phục vụ nhu cầu học tập của các anh chị sinh viên. Khi mà mình gặp các anh chị hướng dẫn, anh chị rất là nhiệt tình và thân thiện, hỗ trợ tụi mình hết mình để tụi mình có thể có một chuyến tham quan tốt nhất luôn. Hôm nay thì sau khi đi Đại học Bách Khoa thì tụi mình đã được tặng một túi quà như thế này. Thường thì những cái đại học đó mà thường mọi người đi với nghĩa của câu lạc bộ hoặc là đi nhiều nhóm người thì mọi người liên hệ trước, mọi người sẽ được chuẩn bị cho một cái túi như thế này. Trong đây thì đặc biệt có quạt nè, có khẩu trang, rồi có 3 cái bút chì. Và trong đây thì mình thấy khẩu trang là cái mà nó mới lạ nhất, kiểu mấy trường đại học khác thì người ta sẽ thường không có tặng khẩu trang, còn trường này thì có hay khẩu trang. Ok, bên đại diện cựu sinh viên Phú Thọ Bách Khoa thân tặng em thấy không? Ok, rất là dễ thương. Thì đương nhiên là trong đây sẽ không thể thiếu những cái tờ giấy giới thiệu về trường. Trong này có rất là nhiều tờ giấy đây, đóng luôn. Vì Bách Khoa có rất là nhiều chuyên ngành nên là sẽ có rất nhiều cái tờ giấy giới thiệu trong đây. Đó, vậy là hôm nay, ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Hẹn gặp lại mọi người trong những vlog lần sau. Ok, bye bye.